Hưng Yên hiện có khoảng 1,4 triệu thuê bao di động, trong đó còn khoảng trên 80.000 thuê bao chưa có thông tin trùng khớp với cơ sở quốc gia về dân cư. Quá thời hạn 31 tháng 3 tới, nếu chưa cập nhật sẽ bị chặn 1 chiều, 2 chiều liên lạc, thậm chí khóa tài khoản, chấm dứt hợp đồng. Do đó, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao đang được các nhà mạng cùng người dân tích cực phối hợp thực hiện bằng nhiều hình thức. Ngay khi nhận được thông báo về việc chuẩn hóa thông tin cá nhân, tranh thủ thời gian giữa giờ làm việc, anh Tùng ở thành phố Hưng Yên đã trực tiếp kiểm tra và cung cấp thông tin cá nhân để chuẩn hóa cho số điện thoại đang dùng thông qua app của nhà mạng là My Vinaphone mà không cần phải đi đến điểm giao dịch. Cái việc chuẩn hóa thông tin này thì em có được bên tổng đài Vinaphone, họ gọi đến và hướng dẫn em truy cập vào app My VNPT. Đó thì em cũng tự thực hiện thao tác ở nhà và em cảm thấy là thực sự thì rất là thuận lợi. Và em nghĩ là mình phải làm sớm hơn bởi vì là mình cũng không cần phải mất công giao quầy. Theo giả soát, mạng Vinaphone tỉnh Hưng Yên còn khoảng từ 5 đến 7.000 thuê bao chưa có thông tin trùng khớp với cơ sở quốc gia về dân cư. Để thuận lợi cho việc chuẩn hóa thông tin thuê bao, Vinaphone Hưng Yên đã xây dựng những điểm chuẩn hóa lưu động, tăng cường phối hợp với Công an Hưng Yên thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động gắn với cấp tài khoản định danh điện tử tại các địa phương. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành rà soát, nhắn tin thông báo đến các tài khoản chưa có thông tin trùng khớp và hướng dẫn người sử dụng thực hiện chuẩn hóa bằng nhiều cách thức khác nhau. Hiện nay chúng tôi có 3 cách. Một là thông qua cái ứng dụng app My VNPT của VNPT. Hai là truy cập vào website chính thức của VNPT tại địa chỉ vnpt.com.vn. Ba là khách hàng có thể ra tại các điểm giao dịch của Vinaphone gần nhất. Việc chuyển hóa thông tin được thực hiện theo Nghị định số 49 về lĩnh vực viễn thông di động. Theo đó, các nhà mạng đều đã chủ động thực hiện ngay từ khi có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào cuối năm 2022. Ở giai đoạn nước rút hiện nay, các đơn vị sẽ thực hiện gửi tin nhắn cho các thuê bao chưa chuẩn, chưa trùng khớp để yêu cầu cập nhật dữ liệu. Người dùng có thể kiểm tra thông tin bằng cách nhắn tin TTTP gửi 1414. Nếu mà chuẩn hóa thuê bao ấy, thì tránh trường hợp mà các cái tin nhắn rác là một, tin nhắn lừa đảo qua không gian mạng bây giờ là rất là nhiều. Các nhà mạng đều triển khai chuẩn hóa thông tin dưới nhiều hình thức như thông qua ứng dụng, website, đến điểm giao dịch hoặc cơ sở kinh doanh ủy quyền. Hiện tại các điểm giao dịch của các nhà mạng, lượng người dân đến quầy để thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động tăng lên gấp nhiều lần. Người dân mang theo căn cước công dân gắn chip, điện thoại, SIM chính chủ và được hướng dẫn điền thông tin hỗ trợ chuẩn hóa từ nhân viên giao dịch. Đối với việc cung cấp thông tin trực tuyến để tránh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, đánh cắp thông tin khách hàng, các nhà mạng cũng khuyến cáo đến người dân nên thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao qua ứng dụng, website chính thức và nâng cao cảnh giác, chủ động tra cứu, trao đổi qua kênh chính thống. Song song với việc mà truyền thông Viettel có cảnh báo đến cho khách hàng duy nhất khi mà làm việc với nhân viên của Viettel hoặc là số tổng đài gọi về thì là mình mới là cung cấp những cái thông tin. Ngoài ra tất cả những cái nội dung không theo thông báo, không đúng theo cái hướng dẫn của nhà mạng thì đều là sai lệch. Việc chuyển hóa thông tin thuê bao di động phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Vì vậy, người dân cần chủ động phối hợp với nhà mạng để cung cấp, chuẩn hóa thông tin, đảm bảo liên lạc và sử dụng dịch vụ theo quy định.